xin chào cô chú và các anh chị khắp nơi. Những dịp lễ ở Mỹ, không có sản phẩm nào nhanh gọn lẹ, dễ làm và giá rất phải chăng như là nem xuyên bang. Các anh chị cô chú hãy nhanh chóng order. Chương trình lễ mẹ sắp tới đây, một thùng chỉ có 139 đồng 99 cent, tiết kiệm tới 40 đô la, có thể sử dụng hơn 10 người ăn, chỉ có 199 thùng mà thôi. Các anh chị hãy nhanh tay order tại nemxuyenbang.com. Chào anh chị nha, chào cả nhà khắp nơi. Bây giờ đang là 9:30 sáng. Thì bé Tuyết hỏi đi giờ đi ăn sáng ở đâu, thì hôm kia hôm qua thì ăn phở rồi, bữa nay mình nói thôi đi ra tiệm Kiền Mì Gõ ăn đi, tại vì đó là một trong những nơi đồ ăn sáng rất là ngon, đồ ăn rất là ngon. Thì bé Tuyết nói tôi coi clip ông, tôi Kiền thấy tôi thèm, bà thấy bà nội thèm quá trời thèm, thôi ở thèm đi ra ăn. Thì bây giờ mình chở hết nguyên một nhóm ra ngoài tiệm ăn luôn. Và bây giờ bầu trời cả ly sẽ đi rước bố bối nha cả nhà, rước nó chở cho nó đi chơi với Trúc Linh rồi cho nó ăn luôn. Ok, cả nhà cùng theo dõi với bầu trời cái clip này nha. Vui lắm, nguyên một nhóm đông vui lắm. Ba chở con đi ăn nha con. Đi ăn mì gõ rồi đi chơi Trúc Linh luôn nha con. Yeah, con chào cô chú đi. Chào cô chú. Nay con đi đâu? Ăn mì gõ. Con ăn gì chưa? Ăn sáng chưa? Chưa phải không? Chưa. Ok, ra đó ăn với ba nha con, ăn đã luôn nha con. Trời thương quá, nhìn khó quá. Mấy bữa nay ngày nào mình cũng chở đi chơi cả nhà, đi chơi chỗ kia nữa, mà mình bận quá, thời gian về nhà cái mệt quá rồi, cái không có thời gian để edit clip nữa, thì giờ mình tranh thủ mình quay trước. Trời ơi, em gửi hình đó. Ba gửi cho con. Ừ, bố con. Bố cứ gửi nữa. Bố sắp tới nha ba ơi, ba không có nhà, ba rồi nè. Anh vô chút nha. Bố gửi cho ba đó. Ừ, có gửi cho ba đó. Ba có coi không? Có, ba coi rồi. Ba coi xong hết rồi. Ừ. Giỏi quá. Ba nè, ừ. Ba nhắn tin cho ba nè. Ừ, con nhắn tin cho ba, con thấy nè, ba thấy luôn nè. Con nhắn gì ba không hiểu gì nha con. Nhắn gì tá lả nè con. Nhắn tin cho ba phải không? Giỏi quá. Giỏi. Ba đem bên thọ. Trời giỏi quá. Thôi, để ra ngoài đây đây. Để vô xe. Con đem theo mất. Ừ, giỏi. Ok. Từ từ để ba dắt qua. Kìa. Kìa, ai kìa. Rồi đi vô. Vô đây. Đây mặt đồ đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Chào cả nhà nha. Bây giờ tụi mình sẽ đây, nguyên group của tụi mình này sẽ vô ghiền mì gõ. Quảng cáo nó thèm lắm. Bây giờ mình phải ăn sập bô xa phải không mới về. Bữa nay là ghiền mì gõ vô. Hả em chị đây. Đây, chị chủ quán. Đây là em ruột của em ở bên Boston qua. Bố tên qua. Bầu chào bố tên. Dạ. Rồi hai đứa đi tiểu đi. Mới gì sáng sớm ra vậy. Đi rồi đi chung vậy đó. Đó nắm tay kìa. Đó coi kìa. À, gọi đi Như. Cái gì cũng ngon hết, bảo đảm luôn. À, có cơm cơm chiên, cơm gà Hải Nam nè, cũng ngon nè, bổng bò Huế nè. Hủ tiếu mì khô, hủ tiếu mì nước. Có chứ cái gì đủ thứ đó. Có thể gọi bất kỳ món gì nha. Có mấy món mới nữa. Món mới là món gì vậy em? Hủ tiếu xào lắc chảo nè, mấy món này mới nữa nè. Gọi hết mọi thứ món đi ha, ăn ở dưới biến ha. Rồi cứ gọi đi. Rồi có xí quách nữa, hủ tiếu mì á, nước khô có xí quách luôn, có tép mỡ luôn. Mỗi cái hủ tiếu xào thập cẩm nè, mì xào lắc chảo
cẩm. Cơm lắc này là anh ấy này. Bột lắc. Con là mì spaghetti. Lợn mì ý á, mì. Kêu một cái cơm gà Hải Nam nè. Ừ. Ăn thử nè, nha. Cứ gọi đi, gọi ăn cho biết. Qua bên đây phải ăn cho đã. Khô vậy rồi. Mình khác nhỉ. Đúng là tôm chả muối gì? Gà thì là hai cái đùi gà chiên. Hả? Hả? Sữa đậu nành. Sữa đậu nành nóng hay lạnh rồi? Lạnh rồi. Cái gì món mới nhỉ? Mì xào gì đó. Thử không? Hủ tiếu quá, thử không? Anh thi cũng gì? Đi ăn cái gì? Ăn cái gì? Kiểu gì cũng khác khác không biết. Nước hay khô? Khô. Một tô khô, tô nước. Rồi ăn xíu quách không? Tô xíu quách, một tô xíu quách. Ok, anh order bên đây luôn. Chưa. Cơm gà hay cơm gì con? Cơm gì? Bỏ rồi, lên đây ngồi nè con. Ừ, ngồi cái bên chút đi. Con này là bạn của nó luôn đó. Bạn của nó luôn đó, nó cầm thuốc luôn. Và bao nhiêu con cổ bông nha. Bao nhiêu con cổ bông ở nhà, không xài, không chơi, chơi đúng cái con này thôi. Dạ, vòng chung vô. Bà bỏ vô đây ngồi luôn đi con. Công ty Dân Châu bên kia. Công ty Dân Châu có thành hòa đầy đủ không chị? Tiết một hủ tiếu thập cẩm khô. Hủ tiếu mì thập cẩm khô. Hủ tiếu mì thập cẩm khô vậy rồi. Một hủ tiếu mì thập cẩm nước. Được rồi. Còn anh là cái hủ tiếu xào gì á, món mới á. Hủ tiếu xào thập cẩm đúng không anh? Ờ, cho anh cái đó đó. Rồi một tô xíu quách. Một tô xíu quách. Một tép mỡ. Rồi. Rồi, xong. Dạ tép mỡ. Rồi, uống gì không anh? Cho anh chén súp. À, súp nước không rồi để anh húp nước. Ờ, cỡ xíu quách có rồi, khỏi khỏi. À, nước hả? Cho anh lon cốt. Lon cốt rồi. Làm cho mấy nhỏ. Rồi, thank you em. Cái mì với hủ tiếu là hai tô đó nước luôn không? Một tô khô, tô nước. Dạ. Cũng bé hả? Nước hết, ok. Trời ơi. Rồi, cơm tô mì nè. Đó, cơm gà Hải Nam đó, thịt gà đó, ăn thử đi. Nè, xúc bách nha. Nè, con. Yes, rồi chút. Thấy cơm gà Hải Nam không? Hai cái này trộn lại. Để mẹ mặn cay trộn với lại sau đó anh chấm. Cơm nó không phức à, ăn thử đi. Trời ơi, tôi đậu khô đúng không em? Ừ, ngon chưa? Tóc hành không đấy? Tóc hành không? Trời ơi, cơm gà chiên kìa. Mới chiên giòn rụm luôn á. Ra nè. Chưa? Hai cái đồ luôn. Nó thèm quá, chảy nước miếng rồi nha. Không có ngon hơn ông chút nào. Không có ngon bừng. Nó giòn rụm luôn tới kìa, nhìn nè. Ăn cơm gà nữa hả? Không quá. Mà gà đi bộ nha, thịt rất là dai nha, chứ không phải bở như gà Mỹ đâu nha. Cái đùi đó. Thấy chưa? Nhìn hấp dẫn chưa? Nói ghé năm kali là phải ghé gì mì gõ, không ghé là không được nha. Nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi. Sao mà bụng đâu tôi ăn hết đây. Ngon quá hả Hiếu? Dạ. Nó khen ngon quá nè. Cái tô mày cũng ngon. Đó, tô mày kêu sắp gọi đó, sắp có đó, nó đó. Nhìn hấp dẫn quá hả? Rồi bác ơi. Trời ơi, coi nè. Em ăn mì. Em gửi chú à. Phép chú. Oh, yeah, yeah, yeah. Cho em thêm một cái chén nhỏ. Đúng vậy. Nhỏ. Nhỏ. Này hả? Được, được. Bói ơi. Bói. Đó. Con tí cọc tóc lên cho đẹp rồi ăn ăn mì nha con. Khô bên kia. Khô bên kia. Rồi rồi. À cái này của mình. Ờ bút lắc bên kia luôn. Cái này của bói nè con. Trời ơi, mì lúc lắc đúng không? Không mới. Trời ơi, ngon quá, thơm phức luôn. Dạ, đã à. Rồi, chúc mọi người ngon miệng nha. Đói bụng quá, nhìn nãy giờ nhìn ăn đói bụng quá. Chưa ăn được. Chào anh chị nha, chào các cô chú anh chị khắp nơi. Rồi.
Bỏ bỏ ăn ngoan nha con. Chúc Linh. Ăn thử đi. Con ăn xong con mới được. Bối. Gì con? Quay bối. Không phải bối hả? Không quay bối hả? Quay bối kìa. Anh đang quay bối. Ừ, cái này của anh á. Đã gì ta. Ừ, vô đây. Rồi, để lại đây. Cái này mua ăn kêu. Rồi. Kêu thêm rồi. Nè. Toàn là những món ngon không cả nhà ơi. Hấp dẫn nha. Hấp dẫn không? Hấp dẫn luôn. Còn món này là của anh chung đó hả? Hay là cái món này là món này ăn chung chứ Tiết Đạt luôn á, ăn chung xíu quách ăn chung hết á. Mình ăn thử cho biết xíu quách. Xíu quách nó không vất à, chứ nó không có mùi hôi xương gì đó. Hai đứa ăn lẹ cho mẹ con. Con ăn đi nè. Nghe không? Con gà ăn giỏi chưa? Ừ, uống là bị no. Rồi mời cả nhà. Mời các anh chị nha. Rồi cái cơm chiên cho mời anh nè. Cơm chiên chưa có. Cho cái gan thêm nha em. Cái gan thêm. Dạ. Có này có tỏi chua nè mà. Có. Bỏ vô trộn lên ăn trời. Tỏi tỏi à, thịt là con ăn. Sao? Dữ lắm luôn kìa. Rất là ngon luôn phải không? Dạ. Anh là cái người đầu tiên đồng ý á. Nhỏ nhỏ nha. Anh là người đầu tiên đồng ý á. Đồ ăn bên đây mà thấy ghê chưa? Hả? Em dọn qua đây để ăn, anh dọn qua đây để trồng cây. Đúng rồi. Cái này gì trồng gì có ăn với trồng cây thôi. Đúng rồi. Đây. Bên này sẽ là người đi làm để nuôi ba mẹ. Con nào? Con đấy à? Đúng không? Vô ăn nha, nãy giờ là mình chỉ sàn thôi, là mình thấy là mình quá chịu không nổi rồi. Này cái tô ông Tiến nha. Nãy giờ mới ạt vô thôi. còn một cái cơm chiên bên này cũng ngon. Đúng rồi. Lưng ngon con. Trời ơi con ăn kìa. Đó đã không? Đó bác con luôn cho bác. Đó bà quay bỏ xong rồi. Ngon bác cá. Bác cá chấm điểm ngon rồi nha. Ngon con. Đây mì xào món mới ở quán nha cả nhà. Đây có đầy đủ luôn nè. Cơm gan mực gì tá lả nè. Mình là quán gan cho nên mình order thêm một chén gan nữa nè. Đó, anh chị nhìn cái chén gan của bầu trời Cali nè. À, anh chị nhìn cái gan của bầu trời Cali nè. Đó, này chấm vô nước mắm nha. Trời ơi. Anh cho nó to gan. Trời ơi, to gan. Mà gan không biết sao làm mềm mà mình mua về nhà mình luộc cái ngắt đi. Không hiểu chứ, lý do sao kỳ ta. Đúng rồi, cái gan mình mua về mình luộc xong nó cứng, nó bị khô. Không có biết dưới đó. Rồi. Đây bà lấy gì không? Đừng có băng đâu quá được à. Đâu rồi? Đi nước của con đâu? Ủa hai ly mà. Đó lấy thêm chợ thêm. Nó muốn rảy qua. Ồ, là con cầm nước uống vô đừng đổ. Thêm nước trong nó không? Khô quá vậy? Nâu 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 kìa, nó nâu kìa. Đây. Thơm lắm, ngon lắm. Cái cơm gà Hải Nam tao chấm cái món đó. Cái thịt gà nó ngon. Cái cơm nó không phức. Cả nhà, mì. Đồ ăn bên đây ngon hơn bên lá. Trời ơi, lá sao bì được với bên Nam Cali vậy? Nó không nhiều luôn á. Mình á làm những cái món này là mình ăn hết rồi. Cho nên mình ăn những cái món lạ hơn nha cả nhà. Cái cá. Cho nó ăn nhiều món cho nó ngon quá, tội nghiệp nó ăn một món ngắn. Dạ. Để gần tí cái nó nhỏ lắm. Nè, ông muốn lên thách thái cho được hôm gói luôn, có cây không? Cây gì? Không, không có cây miếng nào đó. Con muối có tập. Lấy rau thôi, xớt miếng mì cho nó đi. Mì nè, lấy miếng mì nè. Cái này có bún không phải mì? Chúc Linh. Cho Chúc Linh miếng luôn, không có cây miếng. Xong cho mình uống cái nước. Không. Chúc Linh, con ngồi yên ăn đó cho mẹ đút. Nè, bói ăn món mới nè, chú Linh thấy gì chưa? Nó ăn thịt. Nó dỗ hả, nó biết ăn thịt. Chú Linh không ăn thịt. Chú Linh nói đau. Tự nào thế nào? Đau. Nè, bói ăn món mới kìa, thấy chưa? Giỏi quá. Ngon con. Ngon. Ừ, ăn đi con, uống nước nè, có nước cái bên này không? Chắc
mình đi tour gom mà đem đừng đem nước là cho lên máy bay cái gì mà con hết không có đồ không chỗ để phải không đồ nhiều quá phải không. Bé Thanh nó thích ăn hủ tiếu mì khô lắm cả nhà, đó là món ruột đó luôn. Trong nhà mình ăn ít lắm, ăn cái là hết luôn mà. Ồ gì con để cho đẹp, để gì mình đã để cho đẹp không, thấy chút lên hộp không, con nhìn kìa. Con ngắn là chi rồi, vậy đi ra tiếp đi, bây giờ chỗ mới được. Thiệt á, mình no dữ lắm rồi đó, nhưng mà cái tô quá này nó quá hấp dẫn, sẵn lên ký nó lên luôn. Chứ mày có xuống đâu mà sợ lắm. Rồi, mời anh chị nha, xí quách. Hai cái mặt giống y chang, vớt hai cục xí quách giống y chang luôn quý vị. Vô. Anh mình gọi là phải ăn xí quách nha. Cố gắng lên vợ. Mình phải ủng hộ vợ mình chứ quý vị. Tỷ nè. Anh biết cái tô mì này nó bự lắm không? Đây, quất hết trơn. Đây là bầu trời Boston và bầu trời Cali ăn xí quách nha quý vị. Rồi, leo lên. Rồi, vô, vô. Lát soda hả con? Cô bố này chơi tiếng Anh không? Giỏi quá, bố giỏi quá. Lâu giờ thôi chỉ no quá cả nhà, ăn hết luôn. Không, phải công nhận đó là bán rất là nhiều. Một phần ăn đó là bảo đảm là no. Cỡ nào cũng no, mình no có nghĩa là mọi người đều no. Cái gì cũng bỏ là hai người ăn, cơm gà cũng hai người ăn, nửa con gà mày nghĩ đi. Hết rồi. Rồi cái dĩa công viên là hai cái đùi gà luôn, cũng là một phần luôn. Cũng nhiều. Quá nhiều. Ngon ngon, chính xác. Này Thanh nó mà thấy cái tô hủ tiếu mì này tôi gửi, chắc nó giận, nó hờn dữ lắm. Hey, ăn ít quá ha. Ăn thêm tương nó không có hôi được. Bí quyết không? Ở đây mỡ là phải nó ngon mới là... Đúng, đúng. Trời ơi, chơi cái cút vô đã. Nghe hả? Đút cho nó ăn đi, tự nhiên bỏ đút quá. Ăn đi con, chút lên. Ok. Trời ơi, no quá cả nhà ơi. Ăn quá trời quá đất luôn. Ngon dễ sợ. Thôi, tạm biệt anh chị. Nếu mà có ghé Nam Cali hay ghé Nghị Viện Mì Gõ nha. Không ngon, không lấy tiền. À, không ngon, kiếm một vài Cali chửi. Không ngon, không ngon. Sao, thấy sao? Không ngon, quá ngon, món mới rất là lạ mà ngon. Okay. Đúng rồi. Mẹ khen luôn kìa. Bác gái khen luôn kìa. Tôi. Cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại vào video kế tiếp nha. Tiếp tục theo dõi bầu trời Cali nha, bầu trời Boston nha cả nhà. Bye bye.